chỉ có lẽ xin em không nhúng mấy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lốt lên đề âm. Em là quên nhúng chỉ chỉ có lẽ xin em không nhúng mấy. Em nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp ăn chưa? Ăn chưa. Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Vùi đầu trong chăn gối mong được nói kể tâm tư này. Em ơi đừng lừa em ơi đừng đoán con tim anh như trò đùa. Lứa đôi ba đôi gọi nhầm nhà đừng để ai ơi. Thể biến mất.